Hello mọi người. Sách đưa lên, chia sẻ lên gắn thẻ. Gắn thẻ vô hết luôn, cho tụi nó lên coi hết luôn. Uống vân được cơ. Mấy tên của cô Mary đâu rồi? À, hai mọi người. Đúng 12 giờ rồi nè mọi người, ăn cơm chưa? À, Mary đợi cho mọi người vô một chút xíu rồi mình like luôn nghe. Dạ, chào thầy Phong Trần. Chào chị Diệu Hiền Phạm nè. Mary chào mọi người nha. Dạ, chào thầy Phong Trần. Ai có học bột á, học thầy Phong Trần nha. Thầy Phong Trần vậy là đỉnh lắm nha. Ờ, có bé Yến nữa. Yến ơi, con khỏe không? À, bây giờ mọi người, hôm nay là Mary sẽ like cái những cái mẫu mà nó đơn giản nha. Thì hiện tại ở trên bàn của Mary thì nó không có những cái mẫu đơn giản, mà nó chỉ có những cái mẫu như thế này thôi. Mọi người thấy rõ không nè? Thì Mary sẽ đi những cái bước thật là căn bản nhất cho mọi người. Hello Nguyệt, hello Hana Trần ha. Khỏe không Hana Trần? Ô tay Mary sạch mà ta. À, lim bàn hả, lim bàn hả? Ủa cái bàn nó dính cái bột á thầy ơi. Giờ tại vì cái chỗ vẽ là nó vậy đó, nó hay bị dính tùm lum tùm la hết trơn á, cho nên là mấy chỗ mà họa sĩ người ta vẽ người ta cũng dơ dơ vậy đó, nó mới ra cái chất họa sĩ. Hello cho mấy đồ. Rồi mọi người nè ha, những cái mẫu này thì nó hơi khá là phức tạp nè, nó không có đơn giản, thì Mary chỉ đưa lên đây cho mọi người coi. Và những cái mẫu này mình sẽ hướng dẫn sau, còn hôm nay là theo như yêu cầu của các bạn thì mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao mà để rắc cái bột trên cái móng để cho nó ra mà màu nè, màu neon là nó ẩn màu. Thì cái này không phải mà mình không có sơn, mà mình lấy cái bột neon á mình dậm nó lên thôi, thì để cho nó đẹp đó nè. Đó thì với lại là hôm nay mình sẽ dạy làm sao là cách mà lấy treo, làm sao đặt treo, làm sao vuốt, làm sao cho nó có nét thanh nét đậm. Đó thì là hôm nay là những cái gọi là cả những cái bước căn bản nhất để cho mọi người theo nha. Chứ nếu mà nó mà vô mà làm liền chắc là có những bạn là theo không có kịp á, rồi nó cũng khó học nữa nha. Rồi bây giờ là Mary bắt đầu làm ha. Thì đầu tiên mình bào cái móng đi. Đầu tiên là mình bào cái móng đi. Thì mình lấy cái buffer nè, mình phao cái móng nó đi một chút xíu. Cắm máy cho cô chưa? Rồi mình sẽ lấy hôm nay thì mình lấy
lấy mình làm cái màu trắng với màu xanh đi ha. Cái màu xanh với màu xanh lợt với màu xanh đậm đi. Thì trước tiên mình bào móng xong rồi là mình lấy cái bay nè. Mình lấy cái này là cái bay nè mọi người ha. Rồi mình sơn nó lên. Thì mình vẽ lên móng trắng thì nó cũng được thôi, không có gì hết, nhưng mà thì mình làm mình biến nó ra một chút xíu, nhìn cho nó có kiểu kiểu vậy. Mà làm cái công việc nail này thì nó nhiều đôi khi nó làm những cái động tác và những cái bài nó đơn giản quá mà nó cứ quay tới quay lui á, thì nó cũng không có được sáng tạo lắm. Thì mình sáng tạo nó ra một chút xíu. Rồi ha, bây giờ mình cho hơ 30 giây thôi nha. Mình cho hơ 30 giây. Rồi bây giờ là những cái màu này nè, là những cái màu neon nè. Những cái màu này là màu neon. Nhưng thực tế là nếu như mà màu neon này á, mà mình dùng cái cọ á, mà mình đánh thẳng lên á, mình dập á, ví dụ như vậy, mình dập mình đánh thẳng lên nó sẽ bị nguyên một cục. Nếu như mình chấm thẳng vô vậy thì mình sẽ bị lên nguyên một cục luôn. Thì ở đây á, Mary lấy một cái loại màu nó lợt hơn chút xíu. Màu nó lợt hơn chút xíu, hoặc có thể mình lấy lia mà nó pha một chút xíu nhũ á, mình pha mình trộn nó vô. Để, và khi mình bắt cái màu lên á thì mình chấm nó vô. Mình chấm nó vô rồi mình dậm cho vô cái phía thành này nè, để cho những cái màu mà nó lợn cợn á là nó bám vô luôn, và mình dậm cho nó dễ ha. Thì rồi đầu tiên á là mình nè, mình lấy cái cọ nè. Mình đừng có để nó chúi như vậy. Mình đừng có để nó chúi như vậy. Mà mình phải cho nó nằm cái cọ xuống. Mình dậm nhẹ 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 lên thôi. Mình dậm nhẹ 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 nhàng thôi. Đó, đó. Thì mình ưng cho nó nằm đâu thì nó sẽ nằm đó. Đừng mạnh tay nha mọi người. Mạnh tay là nó ra nó quấn màu xấu lắm. Rồi, đó là mình được một bên rồi nè. Rồi, mình xoay bên kia. Ở đây là cũng là một cái set màu hồng. Đây. Đây cũng là mình đó, mình lấy nè màu hồng, nhưng mà mình không có đánh thẳng như vậy, mình cũng pha nó vào một chút xíu bột khác để cho nó đỡ đậm và nó mịn hơn. Tại vì cái bột này á, là mình thấy nó hay vón vô nè, nó không có, nó đặc lắm mà lên màu rất là mạnh luôn. Thì mình lấy cái này mình pha ha. Rồi mình cũng một cái cọ mình xài được hai màu ha. Thì mình pha bột rồi mình dậm vô. Mình dậm vô ha. Vũ nó bớt, nó gõ nó xuống chút xíu. Rồi cho cái cây cọ nằm nhẹ nhẹ thôi. Làm cái này phải thật là nhẹ nhàng nha. Đó. Mọi người mà không thấy là nó bị khuất á. Nó bị khuất thì nói mình nha, để cho mình điều chỉnh nó lại để cho mọi người dễ nhìn nha. Đó. Bên cô em cũng có bán bột này nữa nha cả nhà ơi. Đó, thấy không, thấy màu nó lên nè. Đó, mình đừng bao giờ mà mình đừng bao giờ mình để như vậy mình đánh, mình để cái cọ đứng đánh là nó bị gọi là nó bị ngấn bột á. Thì mình để nằm xuống nè. Đó, nhẹ 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 thôi. Cái này thì tại vì Mary làm vẽ trên móng giả đó thì Mary không có đắp bột, Mary làm như vậy cho nó nhanh. Chứ còn nhiều khi mà những cái bạn mà làm bột á thì mình đắp bột rồi thì mình khỏi phải làm cái này. Đó, làm chậm làm kỹ. Chứ nếu mà vô khách mà làm vậy là chết nha. Là chỉ có húp nước phở thôi chứ không có ai được ăn phở đâu nha. Rồi, nó như vậy đó, thấy nó đơn giản không? Mary đi làm nè. Nhớ nha, đừng bao giờ mua một set này xong là đừng bao giờ là đánh nó thẳng lên như vậy thì màu nó lên cực kỳ mạnh luôn và nó không có được đẹp. Mình phải pha ra nè. Mình phải pha ra cái bột mà dạng như ở đây là cái bột của Mary là bột màu hồng hồng, nó có nhũ hồng lợt á. Rồi Mary pha nó ra là tất cả màu đều là phải pha ra hết đó. Rồi xong bây giờ mình lấy một cái cọ, không cọ mà đắp bột của Mary á mà nó hư á, Mary không bao giờ vứt hết á nè. Cọ đắp bột hư nè đó, lấy phủi xuống. Rồi mình lấy cái top nữa ha, mình đánh nó lên. Tại vì biết làm sao không mọi người, nếu mà mình để như vậy mà mình vẽ lên á thì nó sẽ bị bể cái gel
và nó khựng 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 cây cọ của mình đó, mà nó nhìn nó răng răng kỳ lắm, nó không được đẹp nha. Thì mình phải sơn một lớp top cho nó bao lại hết. Mỏng mỏng thôi nha, Mary làm chậm chậm một chút xíu. À, xếp gì vậy Thanh Thanh? Chị ơi, xếp gì vậy chị? Xếp bột à, hay là... Đi cái này mỏng thôi nha mọi người. Tại vì mình làm mà cái bóp này nó dày quá, hàng lát nữa nó lên nó u u lên nhìn xấu lắm nha. Rồi mình đem cho... Bóp bên em xài được lắm nha chị. Xếp bột à, xếp bột neon á hả? À, xếp bột neon là 85 thì phải. Dạ, xếp bột neon bên em 85 ngàn nha chị. 85, 80 gì đó, không biết nữa, là cỡ cỡ đó. Mà nó được đưa cho chị coi đi là nó được 12, nó chia ra là 12 ô đó em. Hello các bạn. Chị ơi, xếp neon của bên em đây chia ra làm được 12 bảng màu, rất là xuất sắc. Màu neon đúng luôn, Linh ơi, chuẩn cô... luôn. Linh ơi, cô like là cô để luôn chứ. Tại vì một lần like, một lần nhiều khi cô cũng không có like nhiều á. Mai mốt mà đi định cư rồi là hết đường like luôn, không có giúp được ai nữa. Đó thì... top, em hỏi top, cái top này xài được chứ em? Nhưng mà em đừng xài tóc đó, chơi tóc này là ngon nè. Ở đây nè. Không, cô không có bán tóc. Ừ, nhưng mà nè, mọi người đi mua đi. Bay tóc này xài ok nè. Tại vì Mary chỉ bán những cái cần bán là vô trong cái bài để dạy mọi người thôi. Còn bay tóc thì khắp nơi ở đâu cũng có hết. Cho nên cứ đi lên mạng mua nha. Nè, nhưng mà ê, cái này nó có hàng giả nữa nha. Hàng này nó có hàng giả nè. À, như cô nhớ không nhầm thì nó chừng 90 hay nhiêu không biết. Dạ, chị Nguyệt cho chị Nguyệt một set kìa. Chị Nguyệt một set chốt đơn. Chắc là Trâm phải cầm coi cái này để coi comment để nói cô là rồi xong bây giờ nè. Đó, bây giờ là mọi người là nhìn đó, thấy chưa? Thấy nó cũng ngộ ngộ, dễ thương. Ha. Rồi bây giờ trước khi mà mình vẽ cái đó là cô sẽ cho đi cái này. Đó, Mary sẽ cho đi cái này nha. Là bây giờ mình sẽ sử dụng cái cọ này. Cọ này là cọ đó để vẽ ha. Đó, cái đầu cọ cũng ok lắm ha. Rồi cho cô cái chăm chăm cho cô cái nước rửa cọ đi để cô cho mọi người đi những cái nét nó thiệt là căn bản luôn. Rồi những ai mà rành nó thì thôi bỏ qua bài của Mary, còn bạn nào cần thì mình xem ha. Chứ cả nhà ơi, đây là nước rửa cọ nha cả nhà. Này, cô Mary cũng có bán nước rửa cọ luôn. Nước rửa cọ này rất là ok. Bây giờ cô giải thích cái vấn đề, mình giải thích cái vấn đề này luôn nè. Ví dụ như mà mọi người rửa cọ nó đừng có rửa bằng AC nha. Tại vì cái lông cọ này nè, cái tất cả những cái lông cọ của mình nó có thể là nó còn nó đôi khi những cái cọng nó rất là mảnh. Mà AC thì tụi em biết rồi. Khi mà người ta phá bột á, người ta vẫn ủ nó là nó bay hết rồi, nó mũn ra luôn á, là nó rụt ra luôn á. Thì mấy cái cây cọ này á, là nếu như tụi em mà rửa bằng cái AC là nó hư, nó quéo cái đầu cọ hết liền nha. Là tuyệt đối là không có bao giờ mà được rửa cọ bằng AC nha. Thì các em là thí dụ như cái cồn bình thường á, các em rửa thì nó không có mạnh bằng những cái loại mà clean này nè. Những cái nước này á thì mình nên rửa bằng cái mấy cái nước này nè. Nó có cái chất nó làm cho tan nhanh mà lại không hư cọ nữa nha. Thì đó, mọi người dạ mấy anh chị nào muốn mua nước rửa cọ rồi liên hệ cô Mary. Cho cô xin cái mà mẩy mỡ rồi đó, cái hũ mỡ rồi, đúng rồi. Rồi, hôm nay thì mình sẽ vẽ bằng cái gel này. Nói chung treo thì nó có rất là nhiều loại. Thì cho cô cái cây cọ phone đi. Ở đây cọ phone đây. Để Mary giải thích luôn nha. Thì nói thẳng ra là Mary á, là cũng có bán cây cọ này. Nhưng mà cái cây cọ này á, nó hơi mắc tiền mọi người. Cây cọ này nó hơi mắc tiền. Xin lỗi nó rung rồi.
là cái cây cọ này nó hơi mắc tiền xíu và nó là hiệu phone, thì nó tới 145.000 cây lực. Nhưng mà thằng này là biết gì không, là nó sẽ để vẽ, tại vì những có những cái treo á, mình cần mình vẽ những cái treo hũ á, là ví dụ như cái hiệu này nè mọi người, cái hiệu này nè là nó rất đặc, anh này anh rất đặc, mà nếu mà vẽ bằng cây này là anh này anh không có đi, tại vì anh này anh yếu hơn. Nhưng mà nếu mà anh này á, mà cái cây cọ này á, mà vẽ bằng cái treo này á, thì là nó không đúng, cái nét nó không mảnh. Thì có những cái nét á, mình cần á, là nó phải thiệt là mảnh á, thì mình phải đi bằng cái cọ này đó. Còn có những cái á, là mình đi mà mình giả như là nó mình muốn nó hơi đặc một xíu, hoặc là bạn nào lỡ mua cái này rồi á, thì bạn nào đang sở hữu cái này rồi, đã có cái loại này rồi, thì đừng có mua cái cây này nha. Để cây này nó yếu lắm, đánh cái này không đi, nó tải không nổi liền này, nó kẹo hơn, nó dẻo hơn ha. Còn anh này á, là ảnh cái thân nó cứng hơn nè, anh này cũng ok lắm. Nói chung á, là cái loại này á, là cái phone này á, thì loại treo nào đánh nó cũng được hết trơn á, nhưng mà nó không được mảnh bằng này thôi, nó không được mảnh bằng cái cây này thôi ha. Thì hôm bữa giờ mà những cái loại mảnh đó là Mary đi bằng cái cây này không à ha. Còn nếu như ai mà với lại vậy, cái một cái cây này cũng 75.000, nó là nửa tiền thôi. Còn cái cây này tới 145.000 đó, thì hả, nhiều người thích xài đồ tốt hoặc là có khả năng thì mua, còn không thì xài cái kia, cái nào xài cũng được hết nha, không có vấn đề gì hết. Rồi mọi người đó là có thắc mắc cái gì đó thì cái treo này nè, là cái treo treo đen của cái hiệu gì không biết đọc. Dạ đây, set nguyên một set treo 12 màu hả? Dạ, 12 màu. Chắc này lát chụp hình sau đi. Biết gì gì minh da gì hiệu gì. Trời, anh Mary là tuyệt đối rồi đó, là anh xài này chứ cũng đâu biết đọc tên hết đâu. Dạ. Nó tiếng thì Anh dạ dữ dằn. Tiếng Anh là khổ lắm mọi người, sắp đi định cư là mà tiếng Anh chữ bẻ làm đôi cũng biết nữa. Ê, nhưng mà ai chửi tiếng Anh biết đó nha. Rồi bây giờ này ha mọi người ha, rồi trước khi mà mọi người vẽ đó, thì mọi người là cái cây cọ hồi nãy là nó tấm tấm nè ha, nó tưa, thì mọi người phải cho cái thân cọ phải nhúng nè, phải nhúng vô nè, trước nè phải nhúng cho cái thân cọ này của mình đó là nó tấm vô hết đi. Nhưng tấm xong một cái là mọi người phải gạt ra hết cho Mary nghe. Đó. Đó rồi, khi mà nó đã tấm vô rồi á, thì mọi người bắt đầu vẽ. Thì khi vẽ nè, nhìn nè, không bao giờ được để cái tay như vậy, không bao giờ mà được để cái tay chơi vơi như vậy, rồi lấy lên là không bao giờ canh được cái cục treo mà nó như ý muốn. Vì á, tụi em phải hiểu được là ví dụ như những có những cái như cái nét này nè, cái nét này nè, cái anh này nè, cái nét to nè, không thì mình phải lấy cục treo to. Nhưng mà anh này nè, anh nhỏ xíu mà, thì mình phải lấy cái cục treo nhỏ. Cho nên là tại sao mà nó có những cái nét to nét nhỏ, thì mình nè, nhìn cái ngón tay của Mary nè, nhìn cái ngón tay của mình ha, là cái ngón út á, cái ngón út là luôn luôn phải tì xuống và không bao giờ lấy như vậy hết trơn á, để nó đứng như vậy là cũng không được luôn, hơi để nghiêng như vậy nè, xong rồi mình nhìn xuống mình coi à, cái này mình không phải mình nhúng vậy rồi mình lấy lên là mình làm đâu, không phải vậy, là mình phải canh, mình phải nhìn theo. Nước rửa cọ 45.000 một chai nha Nhi, Nguyễn Nhi ơi nè, mình phải canh khoan để cô giảng bài đó. Nè đó, thì mình phải để nghiêng rồi mình lấy lên, mình thấy cái treo á, cái mà một cái hạt treo như vậy á, nó đủ rồi, giống như là nó ưng ý mình rồi á, thì bắt đầu là mình phải lấy được một giọt nha, một giọt. Chứ nếu như mà lấy nè, để cô giảng cái khúc này, mình giảng cái khúc này kỹ xíu, nếu như các em chỉ nhúng xuống và các em để lên các em vẽ liền, nó không đủ treo để đi đâu mọi người đó. Cho nên là xin vô hả, nhớ nha, nhớ canh cái tay cô nha, chứ để mọi người không nhìn thấy. Ờ, có ai không nhìn rõ hay cái gì á thì nói nhớ la làng lên nha, để điều chỉnh lại nha. Đó rồi nè, cái treo này rồi mình lấy ha. Rồi khi mà các em mới tập á, thì các em làm ơn nè, để cái cọ là tập cho vẽ cái giọt nước giùm cho cô đi. Đó, thấy không, để mạnh xuống, và khi á mà
càng mà kết thúc nó đó thì mình càng phải dỡ cái đít cọ nó lên đó. Xong rồi mình tập, mình tập cái nét thẳng nè, mình tập nè, nó có bốn chiều nè, nhìn nè, rồi xong bây giờ nè, nhìn nè, lại tập như thế này. Đó là những nét để mạnh xuống, để mạnh xuống trong mình nhấc nhẹ cọ lên thì nó ra được giọt nước nha. Một cái nét mà nó đẹp á là một cái nét treo mà nét hoa văn nó đẹp á mọi người, là nó phải gọi là nó phải có nét nét đậm, nét lợt, nét thanh, nét đậm đó. Rồi mình phải tập được những cái nét căn bản này, chứ mới vô mà chưa có nắm được căn bản mà ngồi vẽ không bao giờ vẽ ra được đâu ha. Rồi bây giờ là mình lại tập nằm nè, nằm cái cọ xuống nhẹ nhàng luôn. Thấy không, thấy là Mary đã đi nè, những cái giọt nước này nè, chính những cái bước căn bản này khi mình tập được, mình tách ra để mình tập, rồi khi mình đã làm được rồi mình ráp vô thì nó mới được một cái bài của mình ha. Đó mọi người thấy nè ha. Rồi đây là những cái nét gọi là căn bản nhất. Ví dụ như mình vẽ thì thường đó là khách người ta phải đòi mình đó là vẽ hai bên, thì mình phải biết vẽ đối xứng, và mình không có được bẻ tay, không có được xoay tay người ta, cho nên mình phải vẽ được bốn hướng luôn. Đây là một hướng bên tay trái nè, để cọ xuống nhất, rồi càng về cuối càng phải thu cái cọ lại. Đây là một nét, nét bên trái qua, đây là một nét bên phải. Rồi mình lấy cái ánh sáng nhiều quá cho nên là nhìn không thấy. Rồi bây giờ là mình lại tập một chính cái nét. Đó. Mọi người thấy ok không? Mọi người thấy ổn không? Ok không? Ok được không? Rồi, bây giờ là ha, mình đã đi được cái nét bên đây rồi. Thì bây giờ là mình để cái cọ xuống, nó phải hơi nằm một chút xíu nha. Đó, mình phải đi được cái đó, thấy không? Rồi, đây là nét bên phải qua bên trái. Rồi, đây là nét dưới nè. Nè. Để nằm xuống. Nằm để mạnh xuống nha, rồi bắt đầu uốn là đi, là đi là không có được đè cọ nha. Giữ cho cây cọ làm sao mà nó lướt lướt đó mọi người. Nhưng khi bắt đầu để vô là lúc nào cũng phải để mạnh hết trơn ha. Rồi, đây là cái nét móc ở dưới nè, móc nè. Đó. Thấy không? Mọi người thấy là những mọi người phải đi được cái nét này cho mình nha. Đó, thấy chưa, là nó nhiều hướng lắm. Nét trên rồi xong, cái này là mới có nằm ngang thôi, nó còn những cái nét như thế này nữa. Đó, nó còn những cái nét nè, nằm dọc nằm nè, để nè. Đó. Bạn nào đặt hàng bên cô Mary inbox cho cô Mary nha. Đó này, thì mọi người tới đây là mọi người thấy ok chưa nè. Đó. Đó, mọi người nhớ tập đúng như vậy đi, rồi cứ mình phải vẽ thật là nhiều đó. Rồi bây giờ ha, xong cái bước căn bản này rồi đúng không? Rồi bây giờ Mary vẽ một cái mẫu đơn giản nha. Vẽ một cái mẫu đơn giản cho mọi người nha. Ok, may em mua hàng em cầm lên cho cô, em inbox cho cô Mary nha. Rồi bây giờ nè, bắt đầu vô ha, vẽ một cái mẫu đơn giản nha. Ồ, cái này nhiều quá, gạt nó xuống bớt một xíu. Rồi xong nè, rồi để nè, thấy cái tay không? Lúc nào mình vẽ mình cũng phải để cái ngón út để mình trụ xuống, và mình để nè, mình không có được cầm cọ mà nó như vậy đâu, là cái thế của mình là nó bị gọi là nó tù túng lắm. Mình cầm ngay đây luôn, cầm ngay cái chỗ này luôn đó, ngay cái chỗ này luôn nè. Đó, thấy không, mình cầm đó, đừng ngắn quá mà cũng đừng dài quá ha. Đó, rồi bây giờ là ha, lấy một giọt nè, ta thấy chưa, mọi người thấy nè. Rồi để mạnh xuống nè, để xuống ha, không có đi ngang, và hơi cong cái lưng nó lên đó, cong cái lưng nó lên đó, là mình sẽ được một nét. Rồi nét thứ hai là mình sẽ lấy cái treo nó nằm ở trong đây nè, mình kéo ngang qua rồi mình đánh nó lên đó, thấy chưa, là mình được một cái nét kép, nét đôi á. Dạ chị Khang Trần rồi. Ơi, hàng này là cô Mary có bán nha. Nếu chị mua, chị inbox bên cô Mary giùm em đó. Nha à, rồi tiếp tục ha. Rồi ở đây. Ồ, rung máy giữ lại. Giữ cái cây lại. Mọi người thấy rõ không? Mọi người thấy rõ nè cái. Rồi bây giờ nè, mình đừng có để nó đối xứng. Ví dụ mình vẽ nhìn nó có duyên, một là mình thụt vô,
mình một là mình thụt vô, hai là mình chườm nó qua đây luôn. Chứ mình để nó hai cái mà nó cong mà nó bằng cái chỗ này là nó xấu lắm nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho nó chườm ra một chút xíu nè. Đó, đó nè, đó. Đi thì thật là nhẹ nhàng, thật thật là chậm luôn để cho mọi người nhìn. Đó. Nha. Khi mà mọi người mình nói luôn cái vấn đề là khi mà mình sơn treo á, mình vẽ cái này thì mình phải lên một cái lớp top mỏng. Tại vì nếu mà treo màu á mà nó khi mà mình không có lên nước top mà mình vẽ là khó vẽ lắm. Tại vì cái treo mà chưa có top á nó rít đó mọi người, nó giữ cây cọ mình lại, mình đánh không có được nha. Thì mình lên một cái lớp mà gọi là top mỏng. Rồi cái này ha, để cho nó nằm xuống nè, hơi kéo ra nè, hơi kéo ra. Xong rồi lại vòng xuống nhẹ nhàng vòng xuống. Đó, thấy không, là được những cái nét như thế này. Đó. Lát nữa mọi người không cần phải để số điện thoại gì đâu. Lát nữa mình xuống live rồi mình vô mình inbox cho nha, cần cái gì mình tư vấn. Kể cả hỏi không mua cũng được nữa, không sao hết đó. Trời Mary mà đâu có gì đâu. Nè, xong rồi nè. Mình để nè, khi mình để là mình để mạnh cái cọ xuống nè, đó mình nhấc nhở lên. Thấy chưa mọi người, thấy chưa? Rồi ở đây mình thấy nó còn trống á, cái hoa văn này á thì nó nói chung á bây giờ nhiều khi cứ nói mẫu Mary không biết mẫu sao nữa. Nó nằm đâu trong đầu à. Cứ nhiều khi khách ha, mọi người yêu cầu cái là tự động nó bật ra thôi. Với mình nhìn cái dáng móng á. Mình nhìn cái dáng móng của khách cái là mình làm à. Đó, ở trong này đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ là lên cái nét này thì nó bắt đầu nè. Mình lên cái nét này ha. Mình để nè, để mạnh xuống nè. Cây cọ của mình nghiêng nè. Mình không có để đứng cọ nha, rồi nghiêng nè cái tay, đồng thời cái tay mà cầm cái móng á cũng hơi xoay giúp cái tay bên đây luôn. Đó, thấy chưa? Khi mà mình vô là mình phải đặt mạnh nó xuống. Rồi. Dạ chị Khang Trần ơi, chị ở Mỹ à, chị muốn mua, chị có gì chị inbox cho cô Mary giùm em nha, cô Mary tư vấn nha chị. À set gel đó là 280k, còn cọ là 75k nha cả nhà. Có bán lẻ màu đen nữa. Có bán lẻ màu đen nữa nha cả nhà, một hũ là 30k. Tại vì nhiều khi mọi người sợ nói là mua nguyên set rồi không biết làm sao. Thì thôi mua một cái thử đi, được thì mình mua tiếp. Lấy nguyên set luôn. Ừ, còn không thôi mình coi như là mình thử bao nhiêu đó. 30.000 hay nhiêu đó rồi. Rồi, tiếp tục ha mọi người. Và khi á nè Mary nè, Mary giải thích cái bố cục luôn nè. Ví dụ như mọi người vẽ hoa văn á, đừng bao giờ ngưng cái này lại xíu. Đừng bao giờ vẽ như thế này. Đừng bao giờ mà vẽ nó song song như thế này. Ví dụ như giờ dày đúng không? Ra rồi hả? Cô cao quá. Cao quá, ok. Nè, ví dụ mình vẽ dày ha. Cái mình cũng vẽ nó song song dày nữa nè. Mọi người thấy có đẹp đâu? Không. Nó phải ra hình chữ V. Ví dụ như nè, thấy không? Đây là hình là song song, nhìn nó rất là vô duyên nè. Ha. Nhìn nó rất là vô duyên. Nhưng khi mọi người đánh làm sao mà nó phải nở ở cái phần đầu nè. Đó, cái này là cái phần đầu. Và cái phần này nó phải ra hình chữ V. Nó phải ra hình chữ V nè mọi người nè, phải dang nó ra. Đó. Ừ, vậy hay quá. Đó, dạ cảm ơn. Trời ơi mấy ngày nay không có người phụ, với lại là cũng ăn kiêng cho nên nó hơi mệt đó. Chị không có giúp được mọi người được. Chứ cũng sắp đi này cũng đâu có muốn bán đồ đâu, mà tại nhiều khi á mọi người hỏi thì bán cho vui á. Chứ mua nhiều cũng không có đâu, mà cũng đang đợi lịch phỏng vấn cũng nhanh thôi mọi người. Đó thì mọi người á là phải đánh làm sao cho nó ra chữ V ha. Rồi ví dụ như Mary nói cho nghe nè, ví dụ như ha mà mọi người vẽ cái này nè, mọi người vẽ lâu á sợ cái treo mà nó đổ nè, cái này là không đổ nè. Thì mọi người đem vẽ tới đây rồi đem hơ đi rồi vẽ tiếp. Chứ không thôi mình vẽ lâu quá rồi lát nữa là mình khi mà mình vẽ mình nó xong á là nó bị gọi là nó đổ, nó dính á. Đó. Mình cứ men theo. Mình cứ men theo cái đường mình canh là cứ cho nó nở cái phần đầu và nó phải túm cái phần chính giữa lại. Hình chữ V đó mọi người, là trong cái mẫu của mình nó có duyên liền ha. Đó. Rồi bây giờ vậy, bây giờ là thí dụ như đây là một cái mẫu đơn giản nè, ha, tới đây nè. Tới đây nếu như mà mình vẽ lên cao cũng được nè, mình muốn cho nhiêu nét là nó ra nhiêu nét.
Nhưng mà giờ nè, hôm nay cái bài này nó đơn giản thôi, thì Mary cho nét đơn giản ít thôi cho mọi người theo. Rồi Mary sẽ lên những cái bài nó phức tạp hơn nhiều. Đó, thấy chưa? Treo xài lâu lắm nha bạn, treo để được xài lâu lắm, yên tâm. Trời treo ơi. Đặt nữa, không có bị lỏng, không đó. Bị chảy. Mình lấy chút xíu thôi là mình vòng nó qua, nó hơi cho nó phần cái nét nó nở ra xíu. Đó. Rồi, bây giờ mình muốn cho nó xuống dưới cũng được. Mình cho nó hoành lên cũng được. Thì giờ Mary cho nó hoành lên nè. Cho nó bay lên nè, cho nó lượn lên nè, thấy chưa? Đó. Rồi xong, vậy là cũng được rồi. Còn nếu mà muốn cảm thấy trời ơi tôi chưa có hài lòng, sao mà cái mẫu này nó ấy quá, nó đơn giản quá. Rồi. Cho một nét vô đây, thấy không? Đó. Hồng Nguyễn ơi, mua hàng cô inbox cho cô nha Hồng Nguyễn. Rồi, bên đây ha. Rồi, bên đây một nét nữa là, thấy không? Bởi vì cho nên Mary phải nói là, mình phải nói là tại sao có những lúc mình lấy cái cục treo nó to thì mình phải lấy cục treo to. Mình phải canh mình lấy được cục treo nha, chứ mà mình lấy mà cục treo mà nó không có đúng là vẽ ra nó xấu lắm, nó không có đúng như cái tính toán của mình. Đó, mọi người thấy nó muốn bay đâu nó bay à. Đó. Như vậy là cô xong rồi có nè. Cô dạy không cô? À, cô bây giờ cô chuẩn bị đi rồi cho nên cô không có dạy trực tiếp nữa, cô dạy online không à. Đang có lớp có bảng online đó. Nếu mà muốn thì tìm hiểu. Cứ inbox thầm kín cho cô, học không học gì cũng sao hết. Cô đơn giản lắm. Đây, mình vẽ xong rồi đó. Mọi người thấy không ạ? Mary vừa nói chuyện với mọi người nè. Rồi vừa vẽ nè. Mà nó đâu có lâu không gì đâu. Chảy treo mà luôn. treo vẫn không bị chảy. Đó, đó thấy không? Kể cả cô dục như vậy luôn nè, không? Treo vẫn không đổ. Thì thật ra Mary cũng nói mọi người luôn nè, hướng dẫn mọi người luôn. Ví dụ như mai hốt bản thân mình á, mình cũng có thể tự test cho mình. Mình đi đâu mình thấy một cái loại treo nào á mà nó ok thì mình vẫn thử mua thử một hộp về mở ra, trời ơi mình nóng tiền gọi là tiền ngu á, thì có một hộp này nó cũng không có đáng kể. Rồi mình về mình thử mình coi thì sao được thì mình mua tiếp. À, bạn nào muốn học bài vẽ nét treo giống như cô hiện tại đang dạy thì inbox cho cô, rồi cô sẽ, nếu mà đủ bạn thì cô sẽ mở lớp dạy nha. Chừng nếu như mà một lớp á, cô thì cô dạy một lớp á, là online là 2 triệu, cô nói là giá là 2 triệu. Nhưng một lớp chỉ 5 học viên thôi, để cô gọi là sát sao và gọi video call chứ không có gửi video. Tại vì gửi, nếu mà mình làm video mình gửi thì có khác nào là mình làm trên YouTube đâu. Thì làm sao các em gặp vấn đề gì làm sao các em hỏi cô liền được. Và nhiều khi cô cần phải coi từng em là cái cách, cái tay của tụi em để như thế nào, cách tụi em lấy treo như thế nào, lấy bột như thế nào, nó nhiều cái để điều chỉnh. Và nếu như tụi em mà bị một cái vấn đề gì đó thì cô sẽ điều chỉnh ngay đó. Dạ em cảm ơn Lộc Phan, hai chị nói chuyện dễ thương quá. Chị Khang Trần ơi, à, cô ở Sài Gòn nha chị. Rồi đây nè, đây là một cái mẫu mà Mary mới vừa vẽ xong nè. Còn cái mẫu này ngắm qua mình đưa lên nè. Mọi người hưởng ứng vui trong lòng hết sức luôn. Nói là phải làm like để giúp mọi người. Còn mọi người á, mua hàng cũng vô inbox, mà không mua hàng đi vô hỏi thăm kỹ thuật là Mary chỉ hết. Cần phải mua hàng Mary mới chỉ đâu. Giúp được ai gì giúp mà. Không có câu nệ mà chứ không phải mà mua hàng mới vui, mà không mua hàng á giống như nói chuyện cục ngắn Mary không có máy tính đó nha. Giúp được ai cái gì chạy, chẳng qua hôm nay mình không có dạy trực tiếp thì mình có thời gian mình like với mọi người. Rồi bây giờ cái like này á là mình kết thúc ở đây đi. Rồi hả nè mọi người nhìn nè, lát Mary chụp lại cho đó cái treo này nè, là Mary mới test được, mới tìm thấy mới. Chứ hôm bữa là mình vẽ cái treo Remy nè, hôm bữa là mình vẽ này mà hơi mắc 650, Mary mua đó, chứ Mary cũng không bán nữa. Thấy mọi người có nhu cầu thì Mary review nè, cho nên là cũng mới mua để review coi sao mà nha. Đó thì mà còn cái mấy cái bột này nè, trời ơi có màu nè ông á thì làm không có nè, ở nhà thấy có cái màu bột nào đó mạnh mạnh nè, màu này là màu nhúng nè đó, thì mình cứ làm lên thôi
đâu có vấn đề gì đâu, ở nhà mình có cái gì mình xài mình tận dụng được thì mình cứ xài đi, cái gì ấy thì mua, chứ mua nhiều quá xài cũng giọng chị Mary dễ thương quá. Sao vậy? Trời ơi, giọng chị Mary dễ thương mà nghe giận chị Mary nó hết hồn tưởng gì. An ngủi Như Quỳnh, hổ màu bao nhiêu tiền? Dạ một set đó là 280 nha anh, còn bán lẻ là 30k. Nhưng mà chị bán màu đen à. À Trang, Trang nhớ lớp quá hả cưng, mua giá ba về đây nha cưng. Trang ơi Trang, nhớ cục vàng quá Trang ơi. Rồi bây giờ cái like của mình kết thúc rồi ha. Thì đây, đó là đây những là những sản phẩm của cô. Đó cả nhà ơi, mọi người cần hỏi cái kỹ thuật gì á thì hỏi cô Mary đi. Trời ơi, Mary đang ngồi đây nè, cho hỏi nè, tao không hỏi. Cho hỏi thoải mái nha. Nè đây, các bạn có màu gì các bạn phối màu đó vô. Ừ, cứ có gì tận dụng được á phối vô, không cần phải mua. Còn cái này á cần cần á thì mua, không cần thì thôi. Chứ mua nhiều quá sử dụng không hết rồi. À cho cô mượn cái cọ bảng đi, cô giới thiệu qua với mọi người luôn là lấy cây cọ bình thường nữa. Đây là Mary cũng bán cây cọ này ha. Còn đây là cây cọ bản cán gỗ nè. Rồi em chụp cái này rồi. No, no. Chút rồi. Cái cây cọ bản eco á 65.000 á. Nè, cái cây cọ này là cây cọ bản cán gỗ xịn nè. Đó. Rồi nè, nó số 2 nè. Đúng rồi đó con. Cái này nail gì rớt không biết đọc. Đó thì nó vậy nè, là cái cây này Mary bán 120. Là bạn nào mà no cái eco kìa ở trong tủ ở đây nhóc nè. Đó thì còn mà bạn nào mà mới đó thì mình mua cái là cái cọ mà bình thường mình xài. Tại vì bình thường á thì nó không bền, chứ độ đẹp thì như nhau, nó hẳn là độ đẹp thì vẫn như nhau nha. Nhưng mà có điều là nè, anh cán gỗ này nó đẹp và nó bền hơn vậy thôi. Đi rửa cọ giùm cô đi để nó đông lại nha. Rồi. Đó, đây. Đây là cái cọ, đây là tháo luôn này ra nè. Cả nhà ơi, mình có cọ, mình sẽ có xài cọ treo, cọ vẽ treo, cọ gì thì mình chịu khó mua nước rửa cọ nha. Mình đừng có rửa aceton hay là rửa gì này, cọ mình nó sẽ bị hư. Nó cứng cái cọ đó nha. Rồi, chị Mary. Đây, đây là nước rửa cọ đây, rửa một phát sạch liền. Đó, nó ra hết trơn luôn. Đó, cả nhà thấy không, chỉ cần một chút thôi. Không được rửa AC nha, rửa AC nó quéo đó, nó quéo lông đó nha. Rồi, Mary chào mọi người nha. Để lát Mary coi cái mẫu nào dễ dễ nè Mary. Tại vì Mary để mẫu á, nhiều hướng á, cho mọi người khỏi cần nghĩ mẫu. Nhiều khi khách mà muốn vẽ bên đây qua, lấy cái mẫu này ra, cái nhìn theo làm. Mắc mớ chi mà phải suy nghĩ cho cực, để chị Mary suy nghĩ giùm cho nha. Rồi quý chị Mary thì cứ tương tác với chị Mary đi, vui mà nha. Còn mấy tháng nữa là chị Mary chỉ đi Mỹ rồi. Chỉ đi qua chỉ làm công cho anh Phong Trần. Này, bây giờ sẵn cũng đang rảnh thì giúp mọi người được cái gì thì giúp nha. Rồi, Mary cảm ơn nha. Cho hỏi một câu được không cô Mary? Sao cô vẽ đẹp quá dại? Anh Phong Trần. Trời ơi, thầy giáo của Mary đó. Hũ rửa cọ 45.000 nha chị. Hũ. Thầy giáo của Mary đó mọi người, anh Phong Trần là anh đắp bột là thôi rồi khỏi nói rồi. Mary thiệt giỏi bột là nhờ ảnh á. Anh Phong Trần là em trai ruột của cô Mary đó. Ảnh hiện đang ở Dallas, Texas, không biết đọc gì đúng không. Đó mọi người coi sao rồi tham khảo. Còn cô Mary là chuyên về vẽ này nọ kia đó ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Mọi người còn hỏi gì nữa không? Không là Maria xuống la nghe. Hỏi mua đồ không à? Yêu chị Mary, chị Mai. Mai chừng nào đi? Visa lấy chưa? Dạ, Facebook của cô là Mary Trần á nha anh Lộc Phan. Trời, thấy học sinh của mình cũng nhiều quá ta. Đâu rồi? Rồi Mary chào mọi người nha. Mary chào mọi người nha. Cô, bye bye, tắt làm sao, tắt một cô đi, cô biết tắt.